Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh HCT Gaming TV nha. Hôm nay mới tải được cái game vui lắm anh em ạ. Nhưng mà nó chỉ là cái bản test thôi, chứ nó chưa ra bản chính thức nhá. Nhưng mà chơi vẫn được, vẫn kết bạn được, chơi bằng mạng. Lượm súng đi em. Nó tên là Hey Ha Rosale nha. Mình không biết, mình chỉ biết không biết tiếng Anh nên đọc vậy. Lượm đạn nha em. Em đi vô mấy cái vòng súng với đạn á. Ừ, căn lượm súng giống nhau cho nó nhiều đạn. Em đâu rồi? Em là màu 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 xanh lá cây hay màu đỏ vậy? Màu hồng quá hả? Em trả lại cho anh đi. Anh là thằng màu vàng này. Anh lượm đạn đó. Lượm đạn nhiều vào. Em lượm nó cái nút giữ là nút bắn đó. Đâu 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 à, đâu ở đâu mày, cái đậu xanh mày. Ủa sao em chạy đâu vậy? Anh đang bảo vệ em chạy ra ngoài bò chi vậy? Em chạy vô đây nè, bò nó nè, đậu xanh nó. Anh đang bắn nhau với con chó đấy em ơi. Chạy, nó chết rồi, nó chết. Chạy vô bò chết lên. Bật cái bảo vệ lên. Bảo vệ ở đâu? Bảo vệ cái bên cạnh đó. Lượm đạn nè. Em lượm được cái súng chưa vậy? Súng giống anh à? Em giữ cái nút bắn. Đó không, súng giống anh. Em giữ cái nút. Đừng lượm cái đấy là cái khác. Bắn nó kia. Bắn nó. Thằng đấy bắn nó, súng ngắm của nó bắn đau lắm. Giết nó luôn. Đúng rồi. Để lượm cái dép đó. Rồi. Hồi máu ở đâu? Hồi máu em phải kiếm cục máu. Ủa cái thằng bồ mình nó không biết di chuyển à trời. Rồi xong thằng bồ mình nó chết rồi, nó ngu quá. Cái này lấy gì ta? Lượm súng giống nhau á, em đừng lượm súng khác nhau. Bò thu rồi em ơi, chạy. Máu bên này có nè. Nhưng mà bò thu rồi, không dám nhặt. Nhặt luôn. Bỏ thu rồi. Hey, qua đây. Ê, ở đây có. Đi gần nhau vào, đây bên đây có máu này. Nè, bên này có máu nè. Qua đây. Ủa sao em có con gái vậy? Ủa đâu phải em đâu, đậu xanh nó. Em ơi, bên này có thằng nè. Ơi, bạn em chết rồi đây nè. Cái gì vậy? Anh đâu rồi, anh bảo em chết. Trời ơi. Em chạy đi theo anh. Mày giết bồ tao. Láo tuyết này. Bật dép lên chặt. Ôi, theo thằng nữa. Cho nó ngoài bò đi. Ủa này không có bản đồ coi. Cái bản đồ ngay phía bên phải của em đó. Trời, cái bản đồ ngay phía bên phải của em kia không có. Đừng đây anh cần nữa. Thằng súng nó bắn đau lắm em ạ. À. Cho mày ra ngoài bò, cho mày ra ngoài bò. Theo một thằng chạy vào này. Chạy. Ôi bò nó vô rồi. Bò thu nhanh quá. Bò cuối rồi. Cái đứa bắn nó cái gì vậy? Đi. Thằng này nó có súng máy nè, thằng này bắn ghê lắm. Ui, anh sắp chết rồi. Chả nói được đạn đã. Hết đạn, hết máu rồi. Chết rồi. Bắn thằng này bao kìa. Chè rồi. Ừ, đúng rồi. Gặp thằng này giết đấy. Rồi, chết. Sao đồng quá vậy? Kìa, cái thằng cái gì kìa. Đứng xe, thằng nó xuống lửa, đứng xe. Thằng xuống lửa nó bắn nháy gần lắm. Ôi trời. Rồi xong. Thôi chơi lại ván mới. Vừa nãy em phải đi theo gần anh. Cái thằng bồ mình nó không đi với mình, bồ mình nó gà quá. Thôi chơi lại ván mới đi.
Thằng bồ mình đứng ngơ, nó đứng ngoài bo nó không chịu chạy. Tiếng em chạy theo gần anh á. Tại mấy thằng này nhìn giống nhau quá, không phân biệt được thằng nào chứ. Ủa thằng kia sao nó có đồ vậy? Nó tên Ngọc, chắc con gái luôn. Sao có đồ đẹp trai vậy? Ủa mình chưa có đồ. Ờ lấy súng ngắm. Ván này anh thử lấy chơi súng ngắm coi. À, súng ngắm là phải giữ. Em đang ở đâu vậy? Em màu xanh hay màu gì? Màu hồng. Xem lúc nào cũng màu hồng vậy. Anh ở đâu vậy? Em không thấy anh chơi. Anh màu xanh là anh xanh da trời á. Em phóng to cái bản đồ lên. Khi anh ở xa vậy. Chào bà Bo đi. Anh đang chạy đi lượm đạn. Cái này bò nó thu nhanh lắm. Có chỉ đạn súng ngắm luôn nè. À, lựa một cái dép này coi. Ơ à, rồi xong. Cái con Ngọc kia nó không biết di chuyển là trời. Rồi nó bị bò giết rồi. Sao em cứ đứng ấy vậy? Em đi mà. Không lái được xe nhỉ? Anh cứ thấy em đứng im. Anh đang chạy đây. Anh cứ thấy em đứng im một chỗ nãy giờ luôn. Bắn nhau gần đó đó. Chạy qua đây, chạy qua đây. Em có cái súng một bàn, em biết súng gì. Em cứ bật gì vậy? Bỏ sát thủ kìa, chạy vô đây, vô đây, vô đây. Á, à, đâu phải em đâu. Mày. Mày. Thằng ngu này. Giết nó em. Thằng ngu này, mày cầm dao. Mày cầm dao mà đi mày giết ai? Mày cầm dao mà đi mày chém ai? Ờ cái súng này bắn chậm lắm. Nếu cho bụi, nếu cho bụi. Cho bụi. Bắn là súng đấy à. Cho bụi đi. Nè, đó là súng ngắm mà. Nếu cho bụi đi. Máy bay tới. Máy bay nó thả thính kìa. Ra chỗ thính có 6 nòng. Đi em ơi. Súng ngắm này bắn dễ, bắn yếu à. Mà không, đam của nó to nhưng mà chạy mất thời gian lắm. Ra thính em ơi. Ô. Gì vậy? Có người. Khu bên này quá trời nè. Người ta bắn nhau với em à? Ừ. mày chạy đi giết nó. Giết nó, để em giết phụ cho. Mày chạy đi đâu, bơm máu đi. Mày, đồ con bắn súng ngắm hơi ghê. Ui. Úi trời, hết giọt. Ghê không, súng ngắm này bắn ghê lắm, đem của nó to lắm em ạ. Đấy, thằng xoáy nòng em ơi, thằng xoáy nòng. Ừ, hình quá, bắn cho nó bỏ rồi. Giết nó. Có thằng kia. Giết nó em. Giết em. Ôi, giết em rồi. Rồi, nó bị nóc rồi. Rồi chết. Trời ơi em chết nhanh quá. Sao mà em phải nhặt được cái súng ngắm, em không thích súng ngắm. Súng ngắm em phải bắn nhanh. Đem của nó to lắm.
Trời, cái súng đấy bắn hơi ngon đấy. Trời, top 9. Gà quá. Từ từ ấy biết đấy chứ. Anh mới cầm cầu súng ngắm ra đầu tiên nhưng mà đam của nó to. Đứng từ xe mình bắn được. Em phải, em ví dụ em căn thôi, em nhấp nó là phát, em thả tay ra em nhấp thiết phát nữa, em nhấp nhanh vào. Ngắm nhấn thì nhấn tay vào. Nhấn tay vào được. Trời, hai ván chưa ván là được top 1. Tại bồ mình cứ ngheo ngheo theo. Vừa nãy thằng kia nó cũng chết. Bị bó giết, thằng kia cũng chết. À, thằng này mặc đồ cùi bắp cho nó đi chơi nè, thằng quý. Được. Mấy cái hẻm bồ. Ủa, vừa nãy thằng kia nó giết em luôn hả? Ờ. Làm cho đâu có hiện lên chữ cứu đâu. Đi em ơi. Ôi đập nó, đập nó, đập nó. Bồ mình à. Đi theo anh này. Anh màu gì? Anh màu vàng. Ờ, có khẩu súng ngắm rồi. Chưa nhặt được cái gì hết trơn. Nè, bên này có khẩu súng nè, nhanh lên. Súng ngắm rồi. Không, súng đấy đâu không phải súng ngắm. Súng về, súng. Súng đấy mà súng ngắm à? Tào lao. Thằng bồ mình nó chưa có gì hết, đi theo nó. Đây thằng lang đen. Vô mà nó ngu quá. À nó... Mày không có súng mới lượm đạn. Ờ à, nó có súng rồi mà. Đây có súng nè em ơi. Đây nè. Đây cái khẩu của em nè. Em lượm khẩu này nè. Đó. Em lượm khẩu này em sẽ được thêm nhiều đạn lắm. Ừ. Nè. Ừ. Lượm. Ơ em. Em nó bắn nó kìa. Giết nó đi em. Ừ nó bò rồi. Giết nó. Rồi lượm được hai dép. Cho anh giáp rồi. Không có súng mà bắn nhanh nữa anh. Cái súng của em là bắn nhanh rồi gì nữa. Không phải. Cái súng em giữ im luôn. Súng của em là bắn nhanh nhất rồi đấy. Em phải lượm nhiều đạn vào. Bắn ngắm hay sao á. Điền à, súng của em bắn nhiều đạn lắm á. Nhưng mà phải nhặt nhiều đạn vào. Đi thằng bồ mình. Nhanh lên. Có đạn này, đạn này anh cho em nè. Thôi còn 11 viên lượm đây. Đây súng kiểu của em nữa này. Lượm đi. Cái này. Cho bắn em mới bật cái dép lên á, hiểu không? Đây nè, bên này nè. Ấy đã xong nè. Hai thằng. Sao bắn được nó bắn rồi. Bỏ rồi. Đâu. Kìa. Uf, anh bắn chúng nó 3 viên rồi, đến cứu. Im ngồi im. Chạy. Trời, tí nữa là anh giết được nó rồi. Anh nói em nó bắn em bật cái dép lên mà em không nghe. Rồi mà. Nhưng mà súng lại bắn sao á. Em chưa biết bắn ấy chứ. Ôi trời. Nó bắn theo cái chỉ tay của em mà em không biết à. Có nghĩa là nè anh chỉ quay qua đây. Nó điều hướng theo cái tay của em á. Em đi đâu vậy? Em lại bắn nhau với thằng nào vậy? Con này hay đi kiếm mối nhỉ? Đâu, sao nó cầm kiếm mối. Nó ê, thằng kia bắn nó có một tên lửa kìa em. Ôi sao mẹ. Em quên là em biết nó kìa, thằng đằng sau kìa, nơi đâu. Em bỏ đi đâu vậy, bỏ lại cho nó này. Trời, sao chết ngon rồi. Ơi, anh đang giết. Ủa, thằng này thằng bồ mình nào, mà nãy giờ anh cứ bắn nó. Hèn chi. Hèn chi. Em không có máu rồi chứ. Trời ơi, quên không để ý. Nó có vòng tròn dưới chân. Rồi chết chan rồi. Anh cầm gậy à? Hết đạn rồi má ơi. Kìa. Đây, lượng cái súng này đã. 60 viên. 120 viên. 180 viên. Em toàn đi kiếm mối không bảo sao? Không. Nó cầm cậy mà nó chỉ với em á. Em phải quay là em giết nó. Như kiếm mối. Thằng bồ mình đâu vậy? Thằng bồ mình nó cân tim rồi. Mình đánh được á. Thằng bồ mình bắn hay lắm em ạ. Thằng bồ mình nó lượm được khẩu súng đâu á. Đi. Đi đấy. Cái này nó chưa cho bịt mất nhỉ. Còn 18 thằng nữa. Còn 17 thằng. Kìa. Thằng kia bắn không gì ta. Mày tên lửa này. Kìa bắn thằng bò.
cho nó lượm, cho nó lượm. Đi, đi đấy. Đi. Một đèn luôn. Mình vừa bắn vừa chạy thôi. Sắp top 1 rồi. Đấy, thằng này, thằng này bị mơ à? Thằng này chưa phải lầy ạ. Mày cầm dao này. Mày, mày đứng im này. Đi, đi chơi. Mày, mày tự đồ, mày tự đồ cái nào à? Win. Ok. Ok anh em thấy game này hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha. Game này vui lắm anh em ạ. Tải về chơi báo vui luôn. Rồi ok, thank you anh em.